Xin chào các bạn, hôm nay Kim giới thiệu với các bạn bộ phim Hàn Quốc Tìm Lại Tình Yêu. Phim có thể loại tâm lý tình cảm giả tưởng thông qua một câu chuyện lãng mạn của đôi nam nữ, độ dài 32 tập. Do đài truyền hình MBC phát hành từ ngày 28 tháng 3 năm 2020 vào các tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, mỗi ngày 2 tập. Phim kể về mối quan hệ bí ẩn và vi diệu giữa chàng phụ trách đài tin tức hàng đầu với nữ ngôi sao diễn viên danh tiếng. Bộ phim với sự tham gia của đôi nam nữ duyên dáng tài năng đã khẳng định tên tuổi trong làng giải trí từ nhiều năm qua. Nam diễn viên tuấn tú điển trai với nụ cười rạng rỡ ấm áp, Kim Dong Wook đóng vai nam chính Lee Jung Hoon. Nữ diễn viên xinh đẹp trang nhã với ánh mắt gợi cảm hốt hồn Bun Ga Yang đóng vai nữ chính Yeo Ha Jin. Phim bắt đầu từ anh chàng Kim Dong Wook là quản lý đài tin tức lớn bị mắc bệnh cường giáp nhưng có khả năng ghi nhớ rất tốt. Trong một lần, Kim Dong Wook gặp mặt một diễn viên tên tuổi và xảy ra nhiều va chạm vì có nhiều quan điểm trái ngược nhau. Cô gái Heo Gia Jin trong một lần gặp gỡ chàng phóng viên làm tin tức về nghề nghiệp diễn viên của mình đã gợi lại nhiều ký ức đau buồn. Cô gái Yeo Ha Jin gặp nhiều khó khăn trong nghề nghiệp và đã được Lee Jung Hoon hỗ trợ vượt qua các vấn đề trong cuộc sống. Nam tài tử Kim Dong Wook đã đóng được 10 bộ phim từ năm 2007 và khá nhiều phim điện ảnh được khán giả ca ngợi hết lời. Kim Dong Wook đóng các bộ phim gần đây là Thanh tra lao động, Vị khách, Văn phòng lấp lánh. Nữ diễn viên Bun Ga Yang tham gia đóng phim từ năm 2007, lúc mới 9 tuổi, đến nay đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Bun Ga Yang đóng các phim gần đây là Nhà trọ Waikiki 2, Trò chơi tình yêu, Lan Hy lừng danh. Bộ phim với sự kết hợp của đôi diễn viên trai tài gái sắc hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm giác thú vị, đáng yêu cho khán giả. Chúc mọi người được dịp xem một bộ phim lãng mạn, kỳ bí với nhiều tình tiết đặc sắc không thể bỏ qua. Hẹn gặp lại các bạn vào những dịp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.